làm ở bên Campuchia một thời gian á, nên có học được một cái nghề này. Một số người thì người ta cứ nghĩ là thịt ướp mà muốn mềm thơm này người ta sẽ ướp sữa, nhưng anh không có ướp sữa, anh chỉ sử dụng đường thốt nốt thôi. Đường thốt nốt thì anh sẽ đặt mua dưới An Giang lên, đặt một lần như vậy là người ta là 100 kg cho tới 150 kg ra một lần. Bơ quét ở trong ruột của ruột bánh mì, và bơ quét ở ngoài vỏ bánh mì, và bơ chấm của bánh mì nữa. Ba loại bơ, ba loại bơ. Lắm. Anh ơi lấy cho em 50 xiên. Mình hỏi em đem về hả? Nó không, em ăn ở đây. Cái mình cũng vô mình nói chắc là 50 xiên bạn gọi cho bạn bè tới nữa. Nhưng mà không, ra có mình bạn ăn à. Bạn ăn 50 xiên và 3 ổ bánh mì một lúc luôn. Chào mọi người, mình là Hiệp. Mình bán bánh mì nướng Bayon. Bayon là một cái tên thương hiệu ở bên Campuchia. Anh bán gì là được 2 tháng rồi đó. Do năm nay thì kinh tế cũng khó khăn á, nên hai vợ chồng chuyển sang hướng bán đồ ăn. Thì hồi xưa giờ cũng làm ở bên Campuchia một thời gian á, nên có học được một cái nghề này. Thì vợ chồng anh mới chuyển sang đây bán thử món ăn này. Thì không ngờ thì cũng được một số bạn trẻ ủng hộ rất là nhiều. Địa chỉ ở quán bánh mì nướng Bayon này là 368/10C Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp. Quán mở cửa từ 7 giờ sáng cho tới 23 giờ đêm mỗi ngày. Anh thì cũng xin cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian vừa qua ủng hộ. Và quán anh á, thì bây giờ là món chính bestseller á, là thịt xiên nướng và bánh mì, và có kèm theo là bánh hỏi của mình. Trong cái bánh mì của mình á, là gồm có bơ và trà bông. Thì bơ ở đây mình sẽ có 3 loại lận: bơ quét ở trong ruột của ruột bánh mì, và bơ quét ở ngoài vỏ bánh mì, và bơ chấm của bánh mì nữa. Ba loại bơ. Bên Campuchia á, thì thật sự nói á, là nó giống vậy 100%, nhưng mà nó chỉ khác cái bánh mì của anh đang bán. Tại vì bánh mì này á, thì thật sự là Việt Nam mình chưa ai làm không được. Tại vì cái bánh mì ở bên Campuchia là bánh mì nó đúc nguyên một ổ ra, ở trong đó gồm có trà bông, mỡ hành, và nó có cái vị của nó, là cái vị nó, thật ra là cái vị của nó mình ở đây làm vẫn được, nhưng mà đối với khẩu vị của người Việt Nam mình á, thì ăn sẽ hơi bị khó. Quán sẽ có menu trung bình là cứ mấy món bestseller của quán sẽ là 25.000 một phần, là gồm một bánh mì và 2 xiên. Xong rồi sẽ có thêm những cái combo dành cho các bạn sinh viên ăn cho nó đi đông đông cho rẻ, gồm có thể là 3 xiên một bánh mì nó sẽ là 35.000 thôi, hoặc là 5 xiên 2 bánh mì nó chỉ có 50.000. Trà đá ở đây thì hoàn toàn miễn phí. Nói chung là hai thành phần chính luôn, hai loại bơ chính để mà giúp đặc biệt. Nói chung thiếu một trong hai đó thì cái bánh mì nó cũng không còn cái vị. Mà thứ nhất là cái bánh mì, cái bơ này, bơ trứng này là chị nhà tự làm. Trong này nó gồm trứng, dầu. Thì nhiều người cũng biết lắm, bơ trứng này làm từ dầu với trứng thôi, nhưng mà bên anh thì có nguyên liệu khác trong này nên tạo mùi thơm. Cái thứ hai nữa là cái bơ Pháp mà anh nhập về đó, khi mà không có, tại vì lúc đầu khi bán thì cũng muốn là, tại vì mình bán giá thành rẻ để nhắm vào học sinh sinh viên, nhưng mà bây giờ mình đầu tư mà mua cái bơ này nó mắc tiền quá, mà bây giờ thử là không quét thử lên bánh mì, mà khi nướng lên thì cái bánh mì nó lại không ngon. Rồi khoảng thời gian trước khi mà bán tới giờ thì nhiều bạn giống như kiểu mà anh không biết sao mà giống như kiểu trend giới trẻ là thích phải có cái gì chấm chấm chấm. Nhiều bạn cứ nói là ăn thịt xiên, cũng có nhiều khách góp ý là nói tự nhiên sao ăn bánh mì rồi thịt xiên mà không có cái gì chấm. Nhưng mà khi mà người ta thưởng thức một xiên thịt xong thì người ta thấy đậm đà, đậm vị, không cần phải chấm. Nhưng mà các bạn trẻ thì muốn có gì đó chấm bánh mì. Rồi có nhiều bạn thì so sánh giống như có những quán khác người ta có thêm bơ để chấm. Nên anh cũng nói chị nhà ở nhà, thôi nghiên cứu thử đi em, mình kiếm một cái bơ gì cho mấy bạn chấm thử.
thì mới cuối cùng mới làm được một cái bơ này. Cái này mình làm nhà luôn hả? Làm tự làm hết luôn. Cái vị thì như thế nào? Trong này gồm có phô mai, bơ, trứng, sữa và vani, với lại có một thêm một cái nguyên liệu thì anh hơi xin không được nói. Thì ăn cái vị nó sẽ kiểu béo béo, béo béo mặn mặn, mặn mặn, để làm cho cái bánh mì nó vừa ăn thêm nữa. Thì nói chung là khi mà bán đồ ăn thì khẩu vị mỗi người rất là nhiều người nhiều ý. Nói chung là mình chỉ làm theo cái kiểu mà chung thôi. Còn bạn thích ăn mặn, bạn thích ăn nhạt hay là bạn thích ăn vừa thì mình đã làm sẵn hết rồi. Cái đó là một phần, và một phần là cũng là cái bơ này luôn. Tại vì cái bơ đó là sẽ hỗ trợ cho cái vỏ bánh mì nó sẽ giòn và giữ được cái độ nóng. Nó làm cái vỏ bánh mì nó rộp lên. Khi một cái bánh mì mà một cái bánh mì ở trong lò đưa ra cho mình thì bình thường nó sẽ không có bị giòn như thế này. Hoặc là bánh mì mới lấy ra nó cũng giòn, nhưng mà khi mà mình nướng lên á, nó không có cái độ giống như kiểu mà mình ăn bánh snack, bỏ vô miệng mình sẽ tan liền luôn. Thịt này thì hồi mỗi tối á thì anh là người đi chợ và lấy thịt này, thì anh sử dụng, nhiều người thì hỏi anh nó sử dụng thịt gì thì anh nói là anh sử dụng thịt heo không à. Tại vì trên cái bảng quán anh cũng để một câu vui chơi thôi là heo ơi tới công chuyện, có nghĩa là anh chỉ tập trung về heo thôi, không phải như những quán khác người ta sẽ có bán thêm bò xiên đồ này nọ. Thì thịt heo này anh lấy trong công ty Vixen. Thịt này thì anh sử dụng là thịt nạc vai, có kèm theo mỡ lưng nữa. Thì khi mà một miếng mỡ trong đó đó, để nó giúp cho mình bọc cái miếng nạc mà bọc miếng mỡ lại, thì khi mình nướng lên miếng mỡ nó cháy, nó chảy ra, nó tạo cái thịt nó mềm. Cái gì kỳ công, chỉ có là một số người thì người ta cứ nghĩ là thịt ướp mà muốn mềm thơm này người ta sẽ ướp sữa, nhưng anh không có ướp sữa, anh chỉ sử dụng đường thốt nốt thôi. Đường thốt nốt thì anh sẽ đặt mua dưới An Giang lên. Đặt một lần như vậy là người ta là 100kg cho tới 150kg ra một lần. Đúng rồi, 12 đêm là bắt đầu là, nói chung là anh bán ở đây là 11 giờ là xong. 11 giờ đêm bắt đầu dọn dẹp đồ này nọ là anh về tới nhà là bắt đầu anh đi chợ đêm luôn. Làm trong đêm luôn. Có nghĩa là nem người ta sẽ nướng trên than, còn nem này người ta nướng bên nhiệt bóng đèn. Nướng nhiệt bóng đèn á, không có nướng bằng than. Thì ở đây thì nhiều khi khách ăn thì anh bỏ lên lò lại nướng than lại chỉ cho nóng lại cho khách thôi. Chứ thật ra là nem này là chín rồi. Đồ chua này thì hồi nãy giờ anh cũng quên nói, đồ chua này thực sự là cũng tự tay làm luôn. Tối là đi chợ đồ mối thì sẵn là ghé mua củ cải với lại cà rốt về tự bào và tự ngâm, tự nấu ngâm luôn. Cái này là mình làm trong ngày thôi hay là còn phải làm trước? Đồ chua thì thường là hạn sử dụng của anh thì trong vòng 2 ngày thôi, nhưng mà tuyệt đối là phải để lạnh quá 2 ngày, ví dụ còn có dư đi nữa thì anh cũng sẽ bỏ, lý do là sẽ nó lên cái vị chua nhiều lắm, khách ăn nó không ngon. Còn thường thịt á thì đôi khi á lúc trước bán á rất là nhiều bạn có cái vấn đề mà giống như gọi là chờ đợi lâu á, cũng hơi bực bội á, thì mong các bạn thông cảm, lý do là thịt anh ai ăn thì anh mới nướng, anh không có nướng sẵn, nướng tái khoảng 70%, khi khách tới thì bắt đầu anh sẽ nướng chín 100%. Hơi lâu xíu thì sẽ mất ít nhất, ví dụ một bạn vô thì chờ khoảng tầm 5 phút. Bữa thì mình không nhớ nữa, nhưng mà cách đây khoảng hơn tuần thôi, có một bạn vô là cũng làm mình ngạc nhiên lắm, anh ơi lấy cho em 50 xiên. Mình hỏi em đem về hả, nó không em ăn ở đây. Cái mình cũng vô mình nói chắc là 50 xiên bạn gọi cho bạn bè tới nữa, nhưng mà không ra có một mình bạn ăn à. Bạn ăn 50 xiên và 3 ổ bánh mì một lúc luôn. Nói chung là thời buổi kinh tế khó khăn á, nhưng mà khi mà quyết tâm mở ra một quán ăn á thì dù cũng không lớn, cũng nho nhỏ, nhưng mà được khách ủng hộ với lại mình làm theo kiểu tâm huyết của mình á, mình cũng cảm thấy hạnh phúc lắm, vui. Nói chung làm thì rất là cực, thật sự thức đêm thức khuya nhiều lắm, nhưng mà ngồi suy nghĩ lại thấy vui.